Thưa quý vị, Jack. Mời em. Chào Jack. Dạ, xin chào. Cái điều gì giúp cho em đồng ý tham gia chương trình Sống 20 hôm nay? Thì tại nhớ sân khấu quá, chịu không nổi. Em hay làm vì đam mê thôi. Viết nhạc cũng vậy, suy nghĩ ra cái gì cũng vậy, cũng từ bản năng thôi, chứ đâu có học đâu. Khi mà bạn quyết định rằng làm cái gì, nó không có quan trọng cái chuyện là có ai đã thành công trước đó hay chưa. Bởi vì mình chính là cái người đó mà. Hãy cứ ước mơ, bạn có thể không đến được cái điểm đó, nhưng ít nhất bạn sẽ đi được một chặng đường xa hơn cái chỗ bạn đang đến. Bùng nổ bảng xếp hạng đẳng cấp thần tượng tạo sóng, bứt phá mọi giới hạn, không thể bỏ lỡ. Sống 20, 19 giờ 15 đêm giao thừa trên kênh V Channel, HTV2, V Giải trí, V Drama và ứng dụng V On.